Okay. Hạnh xin chào tất cả các cô chú anh chị có mặt trong phòng dung học tập buổi tối ngày hôm nay à, cảm ơn mc điển trai của buổi tối ngày hôm nay quá tuyệt vời đúng không ạ à, cảm ơn phần chia sẻ rất là dụng tâm và rất là nhiều kiến thức của bác sĩ hồng hạnh và chúng ta đã có những cái kiến thức cơ bản của hệ tiêu hóa rồi à, thì phần chia sẻ của hạnh thì hạnh sẽ chia sẻ thêm về cái giải pháp À, để chúng ta sẽ là bác sĩ của chính mình được không ạ à, xin giao lưu với à, tất cả các anh chị à, hạnh tên đầy đủ là mai thị hạnh ha năm nay thì à, hạnh ba tuổi và hạnh đến từ thị trường bình thuận à, hiện tại đã hạnh à, được đào tạo bởi à, à, viện dinh dưỡng quốc gia việt nam à, cho nên là ngày hôm nay à, à, tặng dùng những cái kiến thức đó để có thể lan tỏ là những cánh tay nối dài để lan tỏ với đến tất cả các anh chị ạ à. và Hạnh xin phép mượn uh, slide để chia sẻ rõ hơn Rồi Hạnh bắt đầu luôn nha cả nhà à, Thì uh, trước khi uh, mà Hạnh chia sẻ với cả nhà về cái uh, uh, dinh dưỡng hỗ trợ cho hệ tiêu hóa thì chúng ta cùng điển qua một vài nghiên cứu để giúp hệ tiêu hóa của chúng ta à, khỏe mạnh nha. À, thì hệ tiêu hóa thì cả nhà vừa được học cấu tạo và chức năng của hệ tiêu hóa. Một vài bệnh thường gặp của hệ tiêu hóa thì à, hệ tiêu hóa của chúng ta là từ miệng cho đến hậu môn cho nên là rất là dài đúng không ạ? À, cho nên á, thì à, để có một cái hệ tiêu hóa khỏe mạnh thì chúng ta à, nên nhớ rằng là để có một hệ tiêu hóa khỏe mạnh thì chúng ta cần ba yếu tố yếu tố đầu tiên á là khi ăn vào á là cơ cái thức ăn sẽ được tiêu hóa tốt đúng không ạ cái yếu tố thứ hai á là khi vào rồi à, tiêu hóa rồi thì cơ thể phải hấp thụ được à, các chất dinh dưỡng và khi hấp thụ được các chất dinh dưỡng rồi thì những cái còn lại không được hấp thụ à, thì nó sẽ bài tiết mà ra khỏi cơ thể chúng ta một cách rất là rõ ràng đó đó là một cái à, nguyên tắc của một cái hệ tiêu hóa khỏe mạnh rồi à, vậy thì những điều nên và không nên nha cả nhà nên và không nên à, trong cái nguyên tắc này thì chúng ta nên cái gì nên là bữa ăn của chúng ta phải cần có chất xơ à thì cái chất xơ cả nhà thì nó sẽ có hai loại đó là xơ hòa tan à, và xơ không hòa tan ha sơ không hòa tan nghĩa là nó không bị phá vỡ bởi vi khuẩn đường ruột và không hấp thu vào máu luôn cả nhà và nó sẽ tăng được cái khối lượng à, của sản phẩm dư thừa trong cái hệ tiêu hóa và nó ngăn ngừa cái tình trạng táo bón à và những cái chất sơ không hòa tan này nó sẽ có ở đâu à, ví dụ như là ở ngũ cốc nguyên hạt nè à, các loại hạt trái cây và rau xanh ha rồi sơ chúng ta còn cái loại sơ thứ hai đó là sơ hòa tan thì sơ hòa tan nó sẽ mềm và dính và nó sẽ hấp thụ nước và trở thành dạng gale. à, và sơ hòa tan sẽ giúp làm mềm phân à, để phân à, di chuyển dễ dàng hơn nha cả nhà và cái chất sơ hòa tan á nó sẽ gắn với cái cholesterol và đường à, làm chậm quá trình hấp thu à, những chất này vào máu cho nên là khi mà bổ sung chất xơ mà có chất xơ hòa tan cả nhà nó sẽ giúp điều hòa được đường huyết và phòng bệnh tim mạch bằng cái việc là nó giảm được cholesterol và khi mà chúng ta trong chế độ ăn chúng ta có chất xơ hòa tan á thì nó sẽ làm tăng cái được lượng cái lợi khuẩn của đường ruột và giúp từ đó tăng cường cái hệ miễn dịch và chống viêm giống như bác sĩ hồng hạnh vừa chia sẻ đường ruột của chúng ta chính là bộ não thứ hai đúng không ạ À, chính là bộ não thứ hai và một điều nữa từ cái chất sơ hòa tan đó là nó sẽ giúp giảm cân à, anh chị nào đang có vấn đề về cân nặng à, thì chú ý thông tin này nhé à, nó sẽ giúp giảm cân bởi vì khi mà chúng ta ăn vào nó sẽ cảm giác là à, no no lâu hơn à, nghĩa là có một cái nghiên cứu là nếu mà một cái chế độ ăn của chúng ta mà chúng ta ăn thêm 10 gram chất sơ hòa tan mỗi ngày à, thì nó sẽ giảm được khoảng 4% mỡ bụng trong thời gian đó là 5 năm. Đó. Rồi, cái yếu tố thứ hai đó là à, chúng ta nên cung cấp đủ nước sẽ giúp cải thiện lại hệ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón. Ngăn ngừa táo bón ha. Vậy thì nước chúng ta uống bao nhiêu? À một ngày thì chúng ta có thể cung cấp khoảng 2 tới 2,5 lít mỗi ngày nha cả nhà. Có thể nhiều hơn. À, nếu như mà thời tiết nóng nực và chúng ta vận động nhiều thì chúng ta à, có thể dùng cái lượng nước nhiều hơn nha các nhà bởi vì khi mà chúng ta uống ít nước á, thì nó sẽ dẫn đến quá trình đó là táo bón và tích tụ cái độc tố vào cơ thể của mình à, và vì vậy à, chúng ta cần uống nước à, không chờ khác nha các nhà kể cả những cái buổi học tập này là chúng ta sẽ biết lịch trước thì cả nhà hãy để sẵn một cái ly nước bên cạnh à, để chúng ta uống nước à, rồi vậy, vậy thì cái nguồn nước mà chúng ta đưa vào cơ thể á, đó là à, có thể là uống nước tinh khuyết nè à, nước đun sôi để nguội trà thảo dược hoặc là nước ép trái cây dao cổ dao củ ha và hoặc là các loại đồ uống không chứa cà phê và cồn nha cả nhà rồi chúng ta nên bổ sung chất béo lành mạnh vào thực đơn à và à, chất béo đó đặc biệt đó chính là omega 3 nha cả nhà bởi vì cái omega 3 nó sẽ có cái khả năng đó là chống viêm, à, giảm viêm và giúp à, tránh được cái nghi cơ là mắc các bệnh về viêm ruột đó, cả nhà chú ý điểm này ha rồi à, tiếp theo là chúng ta chọn à, cái thực phẩm hàng ngày liên quan tới đồng á thì chúng ta chọn thịt nạc ha, bởi vì cái nguồn à, thịt nạc chính là protein protein à, là một cái phần không thể thiếu đối với chế độ ăn của một cái hệ tiêu hóa khỏe mạnh và đối với người lớn của mình á À, người trưởng thành á, thì uh, protein từ động vật là chiếm 30 phần uh, trăm từ thực vật là chiếm 70 phần trăm nha cả nhà rồi chúng ta sẽ uh, ngoài những cái nên đó thì chúng ta cũng nên hỗ trợ cho đường ruột của mình bằng dinh dưỡng những cái chế phẩm về dinh dưỡng à, hạnh ví dụ như là uh, probiotic Rồ, probiotic là uh, vi khuẩn có lợi cho đường ruột và nó sẽ cải hiện cái tình trạng khó tiêu, đầy hơi, táo bón và tiêu chảy ha. À, và thường á, cái robotic nó sẽ có trong những cái thực phẩm như là thực phẩm lên men nè, à, sữa chua, nấm men hoặc là sữa đậu nành. À, và cái cái chế phẩm thứ hai đó là glutamin. À đây là một loại axit amin nha cả nhà, bảo vệ sức khỏe của đường ruột bảo vệ sức khỏe của đường ruột và có khả năng là giảm tính thấm ruột ở cái người mà mắc bệnh nặng, những cái người mắc bệnh nặng. À cho nên nếu mà chúng ta bổ sung á bằng thức ăn thì có thể qua các nguồn như là đậu nành, trứng hoặc là hành nhân. Nhưng mà nếu như mà chúng ta bổ sung mà qua một cái dạng học chất, dạng thuốc á, thì cần có sự chỉ định của bác sĩ nha cả nhà. Tiếp theo đó là kẽm. Kẽm là một phần không thể thiếu luôn nha nhà À bởi vì nó hỗ trợ cho quá trình điều trị là tiêu chảy. Uh, viêm đại tràng và rò rỉ ruột ha à vậy thì những cái nên và những cái không nên hạnh đang nói về nguyên tắc chung cho giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh nha uh, khi mà cả nhà nắm được cái nguyên tắc này á thì uh, mình sẽ giúp cho hệ tiêu hóa mình uh, được tốt hơn rồi à, thực phẩm hạn chế thì chúng ta sẽ hạn chế ăn cái thực phẩm chế biến sẵn cả nha à, bởi vì nó có nhiều cái chất phụ da, da nè chất bảo quản nè chất béo bảo hò hoặc là chất ngọt nhân tạo và à, muối nè à, vì những cái chất này có thể gây mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột và chúng ta hạn chế là hạn chế ăn mặn À, bởi vì à, khi mà chúng ta ăn quá nhiều muối á, hàm lượng muối à, nhiều trong dạ dày á, thì sẽ tạo điều kiện tạo điều kiện cho cái vi khuẩn HB phát triển ha cả nhà à, và tăng đặc tính của vi khuẩn HB cho nên những anh chị nào đang có vấn đề về dạ dày anh chị nào đang có vấn đề về dạ dày ha và đang có vấn đề về vi khuẩn HB thì hãy để ý cái đoạn này giúp hạnh ha rồi rượu bia cả nhà hạn chế rượu bia à, bởi vì rượu sẽ gây mất nước rượu sẽ gây mất nước đúng không ạ và gây giảm cái lượng vi khuẩn có lợi và gây rối loạn tiêu hóa à, kéo dài và kích thích cái dạ dày à, tiết cái axit nhiều hơn cho nên là cái người mà lạm dụng rượu bia nhiều quá có thể gây ở chu ở nóng hoặc là táo bón hoặc là viêm lết dạ dày có khi cả xuất huyết dạ dày luôn nha cả nhà rồi tiếp theo à chúng ta sẽ không uống rượu bia với nước có ga à bởi vì hạnh từng đi giao lưu trong cơ quan đó nha hạnh thấy có những bạn nữ đồng nghiệp nữ giống như hạnh uh, uống uh, rượu bia chung với nước có ga luôn uh, mình cảm thấy rất rất là sợ và khi mình hiểu một vấn đề là khi mà chúng ta uống chung uh, rượu bia với lại cái nước nước ngọt hoặc nước giải khát có ga cả nhà thì cái carbonate trong cái đồ uống ấy, nó trộn với rượu thì nó sẽ làm tăng cái tốc độ hấp thu cái rượu này và khi mà cái cái cồn và cái dịch vị nó tăng cao thì nó sẽ kích thích cái tình trạng đó là uh, nôn mửa và cái tình trạng nôn mửa đây là một cái phản xạ một cái phản xạ của cơ thể để giảm cái kích ứng này thôi ha. Rồi chúng ta sẽ không uống rượu bia kèm với một cái loại thuốc à, gọi là aspirin giảm đau kháng viêm ha cả nhà ha. À, thì bởi vì cái aspirin này có thể gây chảy máu dạ dày à, khi mà chúng ta đói hoặc là và tăng cái hấp thu rượu vào trong máu thì dẫn đến cái nồng độ cồn trong máu tăng nhanh. À, rồi không uống rượu bia với cà phê đó bởi vì nó sẽ tăng cái nguy cơ tử vong do mắc cái hội chứng là sốc sốc cái độc tố cả nhà bởi vì rượu là chất ức chế đúng không ạ khi uống rượu thì chúng ta không còn tỉnh táo nữa đúng không cả nhà nó ức chế à, hoạt động à, suy nghĩ là giao tiếp khả năng đi lại à, các anh uống rượu mà hơi nhiều một chút là có phải đi chân này đá qua chân kia không các anh chị. Nói nói những cái mà bình thường mình tỉnh táo mình không có nói ra nhưng mà say lên là mình sẽ nói ra đúng không ạ? À cho nên là à, khả năng giao tiếp, suy nghĩ nhưng mà cà phê lại là một chất kích thích làm cho à, mình tỉnh táo hơn và đây là một chất làm tăng huyết áp, nhịp tim à, dẫn tới nhịp tim không đều cho nên là khi mà uống chung hai cái này nó không có một cái chất chung hòa lại cho nên dễ cái nguy cơ tử vong rất là cao nha cả nhà. Rồi vậy thì sau khi chúng ta đã biết được cái nguyên tắc để chúng ta có một cái hệ tiêu hóa khỏe mạnh vậy thì chúng ta hãy xây dựng cho mình một thói quen ăn uống uống tốt ha. À, tại sao ngồi kia rất nhiều nhiều người bị đau dạ dày? à, bị đại tràng nhưng mà tại sao họ cũng dùng thuốc họ cũng đi bệnh viện này bệnh viện kia nhưng mà lại họ lại không cải thiện các anh chị bởi vì không phải thuốc hay là một dòng à, thực phẩm chức năng nào à, mà nghiêng về một thứ là có thể cải thiện mà nó liên quan rất là nhiều yếu tố nó liên quan rất là nhiều yếu tố ha à, cho nên ngày nay hãy xây dựng cho mình một thói quen ăn uống tốt à đầu tiên là tập trung khi ăn uống tập trung khi ăn uống là sao ạ? À? Có nhiều người là uh, vừa ăn vừa xem tivi, uh, vừa vừa xem điện thoại, uh, vừa ăn vừa nói chuyện. À, bởi vì khi mà chúng ta uh, mất tập trung á, thì có thể khiến dạ dày của chúng ta giảm tiết axit cả Giảm tiết axit dẫn đến là không có axit đủ thì sẽ không tiêu hóa được uh, nhiều, cho nên là dẫn đến tình trạng là khó tiêu và rối loạn tiêu hóa và à, để tránh cái tình trạng kia nghĩa là chúng ta sẽ có à, một số lưu ý ví dụ như chúng ta sẽ ăn tập trung ăn là tập trung ăn thôi cả nhà rồi khi mà chúng ta tập trung vậy chúng ta sẽ biết được cái nguyên liệu nè mùi vị của món ăn nghĩa là chúng ta đang thưởng thức cái món ăn cả nhà rồi chúng ta cũng tránh xem tivi tránh xem điện thoại và wow, wow, nói chuyện quá nhiều à, trong khi ăn ha rồi nên ăn chậm nhai kỹ ăn đủ no ăn đúng giờ không ăn khuya à đây là thói quen nha cả nhà à không ăn khuya bởi vì à, những cái yếu tố này có thể dẫn đến một cái tình trạng đó là trào ngược dạ dày ở nóng và khó tiêu ha à. cái tiếp theo đó là không hút thuốc lá cả nhà không hút thuốc lá à, anh đào đang rất là nghiện rất là nghiện thuốc lá thì chúng ta có thể cai từ từ nha cả nhà rồi cái tiếp theo là tránh yếu tố stress. À, bởi vì cái căng thẳng là cái yếu tố liên quan trực tiếp đến nhiều bệnh của đường tiêu hóa. Ví dụ như tiêu chảy, hội chứng ruột kích thích và lét dạ dày. Hạnh đã từng gặp và hạnh hỗ trợ những cái ca về dạ dày. Và không cải thiện luôn đó nha. Không cải thiện. Thì khi mà mình xác định được cái nguyên nhân là do quá stress thì bây giờ có dùng thuốc hay dùng thực phẩm chức năng cũng không cải thiện nổi cả nhà, không thể nào cải thiện nổi à, và lúc này là mình phải dùng một cái liệu pháp tâm lý cả nha, à, liệu pháp tâm lý thì à, chúng ta chỉ có cách là à, chúng ta tìm cách giải quyết cái vấn đề đó thay vì chúng ta nghĩ quá nhiều thì chúng ta hành động đúng không ạ? À, thay vì nó nằm trong đầu thì chúng ta nói ra. Đôi khi nó lại nhẹ nhàng. Hoặc là thay vì chúng ta quá buồn một mình suy nghĩ thì chúng ta hãy tìm đến những cái môi trường uh, tích cực để nó vơi uh, đi và nó sẽ không có nó tập trung quá về một cái stress đó nữa. À ok ha. Tiếp theo là chúng ta luyện tập. À chúng ta có thể uh, đi thể dục thể thao một ngày khoảng 30 phút một ngày thì nó sẽ giúp cho củng cố cho hệ tiêu hóa, sức khỏe của hệ tiêu hóa của chúng ta tốt hơn nha. Rồi và chúng ta không sử dụng thuốc cho đường tiêu hóa một cách bừa bãi ha. Kể cả những cái thuốc khác luôn không riêng về thuốc tiêu hóa, Nghĩa là thuốc tây không sử dụng một cách bừa bãi bởi vì nó đều ảnh hưởng đến cái hệ vi sinh của đường ruột nha cả nhà. Rồi à, thì đó là cái nguyên tắc và Thói quen à, để chúng ta hiểu, chúng ta cân bằng Nghĩa là chương trình ngày hôm nay sẽ hướng đến cho cộng đồng của mình à, Ngồi à, sử dụng à, những cái chế phẩm, những cái thực phẩm Thì chúng ta hãy xây dựng cho mình những thói quen và hiểu được những cái nguyên tắc Thì chúng ta sẽ tự là bác sĩ của chính mình đúng không ạ Và trong chương trình của buổi tối ngày hôm nay thì à, Hạnh cũng có chia sẻ về Thực phẩm bổ sung, thực phẩm chức năng và cái thương hiệu mà Hạnh lựa chọn Thương hiệu mà Hành lựa chọn đó là uh, thương hiệu Nutrilite. Vậy thì tại sao Hành lại lựa chọn đó là Nutrilite các anh chị? Hành lại lựa chọn Nutrilite. À, bởi vì có những yếu tố như sau à, Bởi vì uh, các anh chị đâu đó các anh chị cũng biết là Nutrilite uh, ra đời vào năm 1934. Uh, tính tới thời điểm hiện tại là uh, 89 năm rồi cả nhà. Di sản lịch sử hơn 89 năm phát triển rồi. Một lịch sử rất là lâu đời đúng không ạ? À và ngồi cái lâu đời, à ngồi cái lâu đời thì có cái sự cải tiến, có cái sự kết hợp từ tinh hoa từ khoa học và tinh túy từ thiên nhiên. À cho nên nếu mà chỉ nói về lâu đời không á thì có nhiều người họ sẽ nói là à cái lâu đời này á thì à, lâu năm à, không à, không có tiếp nhận cái mới, không có cái cải cách. Đúng ạ, à, nhưng mà không, à Nutrilite của chúng ta là à, có sự kết hợp tinh hoa từ khoa học và tinh túy từ thiên nhiên. Vậy thì tinh hoa từ khoa học nó là cái gì? Tinh hoa từ khoa học đó là có hơn có viện nghiên cứu khoa học cả nhà, có viện nghiên cứu một cái dòng dinh dưỡng, một cái dòng thực phẩm bổ sung mà có viện nghiên cứu khoa học. À hơn 100 phòng thí nghiệm à và có đội ngũ nhà khoa học một ngàn nhà khoa học và kỹ sư rồi có một trăm năm mươi bằng sáng chế về sản phẩm bao bì và công nghệ đó đó là tinh hoa từ khoa học còn tinh tí từ thiên nhiên từ thiên nhiên là chúng ta sẽ có các trang trại hữu cơ và ăn quay sở hữu là bốn trang trại hữu cơ được chứng nhận tại mỹ à, mexico Brazil nha cả nhà ha. Rồi có chứng nhận NutriSoft à, cho các nhà cung cấp. Rồi à, Nutrilite tiên phong trong khám phá vai trò của dưỡng chất thực vật và áp dụng phytonutrient vào sản phẩm. Đó là các dưỡng chất thực vật. À và cái yếu tố cái lý do thứ ba à, mà hành lựa chọn NutriLife. Đây là thực phẩm bổ sung bán chạy số 1 thế giới hơn 13 năm liền à ngày hôm nay hạnh ở cơ quan có là một bác sĩ giỏi đi chăng nữa thì cũng không thể nào mà giỏi tới uh, vài năm đâu cả nha bởi vì khi mà mình ấy là cũng có người giỏi hơn mình rồi nhưng mà Nutrilite đã bán chạy số một bán chạy số một hơn 13 năm liền rồi rất là tuyệt vời ha rồi từ cái uh, quy trình từ hạt giống đến thành phẩm chín bước cả nhà chín bước và Nutrilite được uh, mệnh danh là nhãn hiệu thực phẩm bổ sung dinh dưỡng duy nhất có quy trình trồng trọt thu, thu họ chế biến trên chính những nông trang trại chứng nhận của mình uh, theo EuroMonitor uh, 2020 nha cả nhà rồi đây là quy trình chín bước từ cái khâu chọn giống đến lựa chọn hạt giống uh, sau rồi chọn cái nông trại phù hợp và bước thứ tư là canh tác hữu cơ À, thu hoạch chiết xuất sản xuất và kiểm soát chất lượng đóng gói cho dù mới đến tay người tiêu dùng ạ à. rồi vậy thì chì khó cho sức khỏe cả nha chì khó cho sức khỏe à, thì à, lúc nãy bác sĩ hồng hạnh có nhắc tới một người đó là Hirom, à, hiromi sinh đúng không ạ à là người đã nội soi cái à, à, đại tràng cho con vật nào cả nhà à và phát hiện đó là loài động vật là có đường ruột rất là đẹp đúng không ạ và ông sinh năm 1935 à, ở Nhật Bản nha đây là giáo sư chuyên ngành phẫu thuật tại à, Đại học à, Albert Intern và trưởng kho nội soi của bệnh viện đó ha và cũng là người đầu tiên trên thế giới thành công trong việc nội soi cắt bỏ cái bolipt đại tràng mà không cần phẫu thuật mở ổ bụng của bệnh nhân cho nên ngày hôm nay mà các trường hợp nội soi chúng ta hay nghe tới về uh, phẫu thuật về nội soi đó cả nhà rồi và ngài có nói là dạ uh, dày và đại tràng không khỏe mạnh là nguồn gốc của vạn loại bệnh tật các anh chị uh, nãy bác sĩ hồng hạnh có chia sẻ là rất là nhiều bệnh đúng không ạ uh, nhưng mà trong thời lượng chương trình của chúng ta ngày hôm nay thì hạnh chỉ đi À, vào hai phần đó là dạ dày và đại tràng bởi vì đây là hai bệnh thường gặp nhất à, hai bệnh lý thường gặp nhất nha cả nhà rồi chúng ta sẽ đi vào sức khỏe của dạ dày ha thì ngoài à, những cái chế độ ăn nè những cái thói quen à, thói quen ăn uống nguyên tắc ăn uống thì hành đã chia sẻ rồi thì cái yếu tố tiếp theo đó là à, sẽ hỗ trợ về cái chế phẩm À, chế phẩm dinh dưỡng nha cả nhà. đây là cái bộ ba hỗ trợ điều hỗ trợ dạ dày à, chăm sóc sức khỏe cho dạ dày à, về của sản phẩm Nutrilite ha. nó sẽ gồm đó là protein à, vitamin C và canxi và tại sao lại có sự kết hợp hoàn hảo này ha. chúng ta cùng tìm hiểu. rồi đây là protein nha cả nhà. đây là protein. à um đây protein thì chúng ta cũng được biết là nó sẽ tham gia tái tạo các tế bào có rất là nhiều cái vai trò chức năng của protein à nhưng mà à, đối với cái trường hợp à, dạ dày á thì nó sẽ tham gia tái tạo bởi vì có những cái trường hợp là viêm lết mà đúng không ạ viêm lết dạ dày cho nên cần phải tái tạo cái tế bào cái tiếp theo là trung hòa cái lượng axit dư thừa à protein ta có khả năng trung hòa cái lượng axit dư thừa nha cả nhà. Và protein uh, online của Nutrilite là không chứa cholesterol bởi vì nó 100% là từ thực vật và không chứa đường lacto và cái đường này là thường thấy trong cái uh, các chế phẩm từ sữa ha và nó sẽ gây tăng cái hội chứng viêm các chị cái cái đường lacto ha và không chứa gluten à, gluten giống như bác sĩ hồng anh vừa chia sẻ là nó có sẽ có ở uh, vỏ đậu nành uh, lúa mì ha và nó sẽ gây cái triệu chứng là hội chứng uh, ruột kích thích à bởi vì nó sẽ cũng gây cái cảm giác là khó tiêu hóa cả nhà hơi chướng bụng khó tiêu á rồi khi mà chúng ta dùng protein á, chúng ta sẽ dùng liều như thế nào? Chúng ta sẽ dùng liều đó là 1 gram trên kg nha cả nhà. À, nghĩa là nếu các anh chị là 50 kg thì chúng ta sẽ dùng khoảng 50 gram. Ha. Rồi... à um đây là gọi là một cái chúng ta có một cái bảng tiếp theo là bảng so sánh giữa protein của Nutrilite với các chế phẩm bên ngoài ví dụ như thịt bò hoặc là tổ yến à, hay là cái đạm chai mà mình truyền dịch đó cả nhà rồi trong sữa hoặc là trong đông trùng hạ thảo thì trong mỗi cái hàm lượng như thế này, này sẽ chứa bao nhiêu axit amin bởi vì cái mà cơ thể chúng ta hấp thu À, hấp thu tốt thì nó là axit amin nha cả nhà à, axit amin và khi mà trong chúng ta so sánh về cái giá tiền có phải là protein nutrilite à, trong 10 gram mà có 8 gram axit amin mà giá có 18 ngàn quá rẻ cho nên trong cái những cái trường hợp mà Hạnh đi hỗ trợ những cái uh, vấn đề về dạ dày hành chia sẻ về protein thì mọi người nói là chỉ có những người có điều kiện mới có thể dùng protein thôi à nhưng mình quay qua ngõ lại thì mình vẫn thấy họ dùng yến cả nhà thì mình muốn nói là chị ơi thật sự chỉ có những người nghèo mới dùng rồ tê cũng của nutrilite thôi à bởi vì tính ra nó quá rẻ nó quá rẻ luôn cả nhà rồi chúng ta sẽ đi tiếp tới cái vitamin c nha cả nhà à, à, vitamin c tại sao vitamin c lại có trong bộ của à, dinh dưỡng hỗ trợ dạ dày à bởi vì à, chúng ta cũng biết là khi vitamin c kết hợp với protein sẽ tạo ra đó là collagen à collagen nó tạo một cái sự đàn hồi tốt các chị à và cái dạ dày của chúng ta như một cái máy nhào trộn cả nhà à như một cái máy nhào trộn nếu mà cái sự đàn hồi không tốt à, thì có phải là rã máy không cả nhà rã máy luôn không cho nên là rất là cần vitamin c đó là lý do đầu tiên lý do thứ hai là những cái trường hợp viêm lét thì cái vitamin c nó có một cái vai trò là, là làm lành cái tổn thương làm lành cái tổn thương và cái lý do thứ ba phải dùng vitamin c đó chính là đối với những người có vấn đề về dạ dày dạ. à, về đường tiêu hóa nghĩa là cái cửa vào của chúng ta cái đường vào của chúng ta à, thì khi mà cái dạ dày dạ tổn thương là chúng ta hạn chế đưa những cái thực phẩm uh, mà chua uh, hoặc là chát những cái thực phẩm chứa nhiều vitamin C từ bên ngoài vào bởi vì nó gây cái triệu chứng rét khó chịu đúng không ạ và khi như vậy thì cái người khách hàng người bệnh nhân họ sẽ sợ cái cảm giác ăn những cái quả đó cả nhà và khi không ăn được thì sẽ gây cái tình trạng là thiếu vitamin C và vitamin C tăng cái hệ miễn dịch trong cái trường hợp đó à và đó là ba lý do để phải phối hợp vitamin C trong hỗ trợ về dạ dày ha tiếp theo đó là canxi à, canxi của chúng ta thì có tính đó là à, kiềm cho nên nó sẽ trung hòa được trung hòa được cái lượng axit và canxi thiếu canxi sẽ gây ra 147 loại bệnh cho nên à, một trong những chức năng đó là điều hòa và ổn định co bóp À, thần kinh cơ và dạ dày cũng làm cơ cả nhà cho nên nó sẽ ổn định sự co bóp của cái dạ dày cho nên giảm bớt cái tình trạng là đau được mà giảm bớt cái tình trạng đau rồi à, đây là một vài hình ảnh nha cả nhà một vài hình ảnh để nhà mình tham khảo à, bởi vì cái dạ dày của chúng ta thì chúng ta cũng không thể nào mổ xẻ ra à, để chúng ta biết được là nó viêm như thế nào nó lét như thế nào nó lành cái tổn thương như thế nào nhưng mà thông qua những cái hình ảnh bên ngoài như vậy thì chúng ta có thể hình dung được khi mà đưa vào bên trong cơ thể thì nó sẽ lành như thế nào nha cả nhà đây là một cái bàn chân của một chị gái cũng còn trẻ thôi chín ít và chân này là bị rắn đập cắn nha cả nhà và sau khi cái 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 độc nó phát tán và nó làm hội tử cái vết thương này à, thì à, đúng, chắc chắn một điều là bác sĩ sẽ chỉ định chị ấy là đi vào à, bệnh viện trời rẫy để tiêm một cái loại là kháng nập độc và chị ấy không đi gia đình quyết định không đi à và sau đó đến cái giai đoạn hội tử như thế này thì cũng bác sĩ cũng phải chỉ định vào à, tiếng cao hơn để viết da cả nhà nhưng mà lại một nửa, lần nữa chị ấy là quyết định không đi À, nhưng mà về cái nỗi sợ nó nhiều hơn cho nên là tìm bắt đầu tìm kiếm giải pháp và khi mà tìm kiếm giải pháp thì uh, có người chỉ đến mình chỉ đến hạnh ha và hạnh đã hỗ trợ chị trong vòng 2 tháng trong vòng 2 tháng thì cái chân đã hồi phục và lành lặn cả nhà À, hồi phục và lành lặn như thế này để chúng ta thấy rằng những cái mà chúng ta đưa vào cơ thể mà chúng ta hiểu rõ về lịch sử về nguồn gốc xuất xứ thấy được những cái hình ảnh uh, như vậy thì chúng ta sẽ có niềm tin tin tưởng hơn bởi vì một cái cuộc sống hiện đại thì hạnh tin chắc rằng các anh chị cũng uh, đang bổ sung cho mình những cái dòng thực phẩm bổ sung nhưng mà bên ngoài thì vô vàng thương hiệu nha các nhà vô vàng thương hiệu rồi đây là một cái trường hợp tiếp theo uh, của một bạn uh, y tế trong uh, uh, ở Bình Thuận nha cả nhà, um, cả nhà để ý nè ngày 15 tới 10, 18 thì chỉ có 3-4 ngày thôi cả nhà, à, cái mức độ nó lành kinh khủng kinh khủng khiếp luôn cả nhà ơi, đây là một người là rất là nhiều độc tố trong cơ thể và phở ra bên ngoài cả nhà, gọi là những cái nhọt á à, phở ra nhọt như là tổ ong gì đó À, và khi mà được hỗ trợ bằng một chế độ dinh dưỡng à, dinh dưỡng chữ lành thì sau 4 ngày thì cái vết thương đã lành trở lại rất là tuyệt vời. Khi chúng ta đủ niềm tin, à, đủ đủ niềm tin ha. Rồi. À, đủ niềm tin và đủ duyên nữa nha cả nhà. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ tìm hiểu về sức khỏe của đường ruột, sức khỏe của đường ruột nha. rồi cái chết bắt đầu từ ruột kết rồi à những đây là những cái quyển sách nói về cái việc mà à, cái chết của chúng ta bắt đầu ở đại tràng đây là quyển sách à, ung thư sự thật hư cấu và dân lặng và hạnh cũng đã sở hữu quyển sách này à, tại nhà nha cả nhà à, rất là hay cả nhà có thể à, tìm à, mua và về đọc rồi đây là hệ vi sinh đường ruột và cái tỷ lệ vàng Tỷ lệ vàng để cái uh, cân bằng cái hệ vi sinh trong đường ruột Đó là lợi khủng là 85% và hại khủng 15% Khi mà cái tỷ lệ này nó cân đối thì đường ruột uh, của hệ tiêu hóa sẽ khỏe mạnh nha cả nhà uh, Và Hạnh đã gặp một cái trường hợp là có một bạn uh, đã thắc mắc với Hạnh là Tại sao không để tỷ lệ vàng là 100% lợi khủng mà phải để là 85 lợi khủng và 15 hại khủng. À, cả nhà có ai từng gặp cái trường hợp này chưa cả nhà? Ai đã từng gặp cái trường hợp ói âm này chưa cả nhà? Rồi, thì đối với uh, trường hợp đó thì uh, Hành sẽ giải thích cho cả nhà mình sao ha. <laughs> ok. Rồi, đây là những cái yếu tố gây rối loạn hệ vi sinh đường ruột cả nhà. Đầu tiên là thuốc kháng sinh ha. Rồi, thuốc kháng sinh. À cái hai là rượu, thuốc lá. Lúc nãy hành có chia sẻ ha. Rồi stress hành có nói qua rồi, nhiễm khuẩn, nhiễm virus, ký sinh trùng. À, hoặc là thay đổi môi trường sống, cái chế độ ăn. À chia sẻ với cả nhà một xíu đó là về thay đổi môi trường sống nè. À, khi mà hành lập gia đình À, nghĩa là khi các anh chị đang sống ở khu vực nào các anh chị sẽ quen với cái hệ vi sinh vật xung quanh mình luôn xung quanh mình à, và khi mà hạnh lập gia đình hạnh về nhà chồng cả nhà thì ví dụ như mình ở khu vực ở, nhà mình quen rồi thì lỡ những cái thức ăn mình rùi hay gì đó có bao đậu vào á thì đôi khi mình cũng quen với cái hệ vi sinh đó cả nhà cho nên là nó không nó giảm không có cái triệu chứng gì nhưng mà khi mà hạnh về nhà chồng thì cái thức ăn đó có một cái con rùi nó bao vào và hạnh bị cái tình trạng đó là tiêu chảy luôn cả nhà À tiêu chảy luôn à, cho nên là cái môi trường à, nó rất là quan trọng cho nên chúng ta hay nghe cái cụm từ đó là à, tiêu chảy du lịch đó cả nhà đi du lịch chúng ta khác cái môi trường là cái hệ vi sinh à, vật ở đó và gây ra một cái tình trạng là chúng ta phải bị là rối loạn tiêu hóa ha rồi rồi đường ruột của chúng ta càng sạch thì tuổi thọ của chúng ta càng càng cao nha cả nhà Tuổi thảo của chúng ta càng cao. À, bởi vì cái đường ruột của chúng ta là cửa ngõ đầu tiên để tiếp nhận các nguồn thức ăn và các chất dinh dưỡng khi đưa vào trong cơ thể nha các nhà. Cho nên á, cái đường ruột nó rất là dễ bị cái độc tố cũng như là xâm nhập của các vi sinh vật có hại gây cái tình trạng là bất ổn cho cơ thể. À, vì vậy một cái cơ thể khỏe mạnh là khi đường ruột chúng ta khỏe mạnh. Rồi, đây là dấu hiệu à, dấu hiệu của đường ruột không khỏe mạnh nha cả nhà. Coi thử là mình có gặp một trong những cái dấu hiệu này hay không ha. À, đầu tiên là gặp các vấn đề về tiêu hóa à, như là đau bụng, khó tiêu, ở hơi, ở chua giống như đại bác sĩ Hồng Hạnh có chia sẻ. Cái thứ hai, táo bón nè, đau đầu, kém tập trung, nóng trong người. À, nóng trong người, mọi người hay nói là nóng như kem á cả nhà. Nóng như kem đấy, rồi đau đầu kém tập trung à, và thiếu năng lượng lúc nào cũng rơi vào cái tình trạng đó là mệt mỏi cả nha rồi bị bệnh tự miễn bị uh, viêm à, hoặc là gan chúng ta yếu này gan yếu các vấn đề về da à các vấn đề về da ha hơi thở có mùi cơ thể có mùi ha à. rồi khó giảm cân cả nhà khó giảm cân à, tiểu đường à, người bệnh tiểu đường tiếp 2 cũng là người có đường ruột không khỏe mạnh ha rồi người có vấn đề về tâm trạng về giấc ngủ người bị về ung thư đó đây là những cái dấu hiệu và cả nhà coi thử là mình có uh, liên quan tới một trong những cái dấu hiệu này hay không ha chúng ta cùng comment vào khung chat đi à chúng ta cùng comment vào khung chat đi cả nhà rồi à vậy thì để có và dày và cái đường ruột của chúng ta khỏe mạnh thì chúng ta hãy à, chúng ta sẽ có một cái giải pháp cho cơ thể mình tự chữa lành đầu tiên là phương pháp gơ sành phương pháp gơ xanh à, lúc nãy bác sĩ hồng hạnh cũng có nhắc tới về gơ sành đúng không ạ à, nhưng mà chuyên đề ngày hôm nay hạnh sẽ không nói nhiều về gơ sành đâu cả nhà bởi vì à, cái này chúng ta sẽ được học vào một cái chuyên đề khác à, gơ sành là một phương pháp thải độc bằng cà phê hữu cơ ha à, Rồi cái thứ hai là chúng ta có một cái chế độ ăn phục hồi đường ruột và cái thứ ba là chúng ta sẽ có một cái lối sống lành mạnh ha à, lối sống lành mạnh <laughs> rồi đây là giải pháp dinh dưỡng cho đường ruột nha cả nhà giải pháp dinh dưỡng cho đường ruột à thì chúng ta sẽ có những cái nguyên tắc như sau nha chúng ta sẽ có cái nguyên tắc để giúp cho cái đường ruột của chúng ta khỏe mạnh. Một đó là chúng ta à, kiểm soát, nghĩa là chúng ta bỏ đói hoặc là chúng ta kiểm soát cái hại khuẩn ha. À, à, chúng ta hãy tưởng tượng như là cái vi khuẩn có hại trong hệ thống của chúng ta nó giống như là cỏ dại mọc trong vườn á nha. Chúng ta phải loại bớt cái cỏ à chúng ta phải loại bớt cỏ để cho cây xanh trong vườn chúng ta tươi tốt đúng không ạ cho nên là à, bằng cách là chúng ta loại bỏ có thể là thông qua cái phương pháp rơ xanh hạnh vừa chia sẻ đó à, à. rồi cái thứ nguyên tắc thứ hai đó là khi mà chúng ta ăn quá nhiều đường hoặc chất béo vỏ hòa thì đây là thức ăn cho vi sinh vật có hại cho nên nó sẽ liên quan tới cái tình trạng đó là béo phì dị ứng và tâm trạng của chúng ta rồi cái nguyên tắc thứ ba đó là chúng ta uh, bổ sung probiotic, probiotic hoặc là gọi là lợi khuẩn đó nha, lợi khuẩn uh, và bổ sung đầy đủ chất xơ cho cơ thể, đầy đủ chất xơ cho cơ thể ha. thì uh, chất xơ hồi nãy hạnh có chia sẻ rồi, uh, thì có xơ tan và xơ không tan đúng không ạ? thì chất xơ nó là thức ăn cho lợi khuẩn nha cả nhà và vi sinh vật có lợi trong đường ruột của chúng ta và tạo điều kiện, nó sẽ tạo điều kiện cho có lợi cho vi khuẩn phát triển một cách tối ưu nhất. À, rồi hạn sẽ đi vào uh, từng từng món ha. À, thứ nhất là Robotic nè Robotic thì Robotic uh, của Nutrilite thứ nhất nó sẽ giúp phục hồi và duy trì hệ vi sinh uh, vi khuẩn có lợi tự nhiên trong ruột ha. Cái thứ hai là vi sinh vật cân bằng. Hạnh vừa chia sẻ lúc nãy 85% lợi khủng, 15% là hại khủng. À và nó sẽ có những cái lợi ích cho cái đường tiêu hóa của chúng ta. À như là phân giải các thức ăn trong đường ruột thành một cái năng lượng và lấy cái năng lượng đó cung cấp lại à, cho cái tế bào cung cấp năng lượng là cho tế bào của thành ruột. Cái thứ tiếp theo là à, khi mà vi sinh vật đường ruột được cân bằng thì nó sẽ sản xuất ra những cái loại vitamin như là vitamin B hoặc là vitamin K nha cả nhà. Rồi, nó sẽ hỗ trợ chức năng của nhu động ruột và đồng thời hỗ trợ đẩy cái chất thải, cái độc tố ra ngoài và làm mềm và ổn định phân. À và hỗ trợ tiêu hóa thức ăn và hấp thu dinh dưỡng. Đây là cái cái lúc đầu hành nói để cho một cái hệ tiêu hóa khỏe mạnh, đúng không ạ? À rồi hệ vi sinh đường ruột nó sẽ tạo ra 3.000 enzyme tiêu hóa à tiêu hóa thức ăn giúp cho tiêu hóa cái những cái chất khó tiêu không được xử lý ở ruột non như là sữa à cho như là sữa nha à rồi ok nó sẽ gia tăng cái việc hấp thu dinh dưỡng vào cơ thể rồi thì trong cái hộp probiotic của Nutrilite nó sẽ có năm chủng lợi khuẩn đặc quyền cả nhà đặc quyền ha à, và có hai chủng là được nghiên cứu đặc biệt à, và được chứng minh lâm sàng là tốt cho sức khỏe của tiêu hóa thì cả nhà nếu mà à, có sở hữu cái hộp Nutrilite thì chúng ta dở ra làm sao chúng ta có thể thấy năm à, chủng tên của năm chủng lợi khuẩn thì hai cái chủng mà hành nó được nghiên cứu đặc biệt á, hành đọc cái ký tự với sau đó là HN019 và NCXM à đây là hai cái uh, cái cái chủng lợi khuẩn được nghiên cứu còn ba cái chủng lợi khuẩn còn lại là hỗ trợ hỗ trợ cho hai chủng kia hai chủng đặc biệt đó ha và trong cái hộp uh, probiotic nutrilite này á, thì chứa một gam chất xơ đó là inulin được chiết xuất từ rễ của cây díp son châu âu nha cả nhà À, và cái chất sơ inulin này á, cộng với chất sơ trong cái chế độ ăn hàng ngày của chúng ta thì nó sẽ cung cấp thức ăn và nuôi sống lợi khuẩn của đường ruột nuôi sống lợi khuẩn của đường ruột và khi mà cả nhà sử dụng á, thì nó sẽ có một vị ngọt nhẹ à, và vị ngọt này nó sẽ đến từ cái thành phần là thức ăn cho lợi khuẩn đó là inulin đó và chúng ta bảo quản ở nơi khô mát nha à, và hộp này sẽ cung cấp 6,3 tỷ lợi khuẩn à, và đặc điểm của năm chủng lợi khuẩn này của probiotic khác gì với probiotic ở bên ngoài à probiotic uh, chúng ta là chịu được cái axit của enzyme dạ dày và ruột đó bởi vì rất là dễ bởi vì cái hàm lượng axit trong dạ dày ruột của chúng ta rất là uh, uh, nặng đúng không ạ cho nên là vô có thể là uh, làm bỏng và có thể làm chết cái lợi khuẩn nhưng mà năm chủng lợi khuẩn chúng ta có thể chịu được axit của uh, uh, enzyme ở dạ dày và ruột À, và chịu được cái muối mặt trong đường ruột cho nên là sau đó là nó sẽ uh, bám ruột và nó sẽ cư trú được và năm uh, chủng lợi khuẩn này khi vào cơ thể nó sẽ giảm được số lượng vi khuẩn gây bệnh à, bằng cách là tiết ra các chất là kháng khuẩn kháng khuẩn cạnh tranh bám dính vào thành ruột cũng như là sử dụng các chất dinh dưỡng nha cả nhà À, và chúng ta nhớ là khi chúng ta ăn á, là chúng ta không à, sử dụng mà chúng ta sẽ có thể ăn trực tiếp nè có thể ăn với những cái thực phẩm lạnh như sữa chua à, nhưng mà à, chúng không sử dụng với pha nước nước nóng nha cả nhà bởi vì có thể chết lợi khuẩn của chúng ta rồi tiếp theo đó là hợp chất xơ cả nhà à chất xơ thì khả năng của nó là chống táo bón nè chống táo bón kích thích cái nhu đụng ruột tăng tăng tốc hạnh nói nãy giờ cũng nhiều về chất xơ đúng không ạ đó vậy thì uh, trong chất xơ của chúng ta nó sẽ có là một nghìn bảy trăm mg xơ và trong đó là 750 trăm là xơ không hòa tan đến từ 11 một uh, loại thực vật cả nhà ăn đủ 11 một một ngày cả nhà ăn đủ 11 một uh, loại rau củ quả không cả nhà À, hành là hành không có đủ cái khả năng đó cả nhà không có đủ khả năng đó ha rồi đây là giải pháp chung cho cái đường ruột của chúng ta rồi à, đây là những cái hình ảnh à, bản thân mình trải nghiệm cả nhà à, cả nhà thấy à, hạnh cũ trước đây với hạnh cũ hiện tại như thế nào ạ <laughs> hạnh cũ trước đây có phải là à, từ làn da gia tớ thần thái à, không có luôn đúng không ạ à, à, cho nên là có thể ngày hôm nay đây, à, da mình so với nhiều anh chị thì vẫn chưa mướt chưa mượt mà nhưng mà so với hạnh của trước đây thì đã là tốt lắm rồi ạ à, đã là tốt lắm rồi ha rồi à đây là một bạn trẻ chính ít À, hạnh đang hạnh và một vài anh chị đang hướng dẫn à, kiểm soát cân nặng cho bạn và cả nhà biết không à, sau một tuần à, sau một tuần trải nghiệm à, thì à, bạn trẻ này có kể cho hạnh nghe về một à, một câu chuyện rất là vui rất là thú vị à, đó là à, sau một tuần bạn trải nghiệm thì có cái người hàng xóm à, chạy qua nói với mẹ của bạn này là Ủa con gái của chị đẻ rồi hả à thì bởi vì lúc đầu thấy bụng này này to quá mà nhưng mà ngày sau một tuần tự nhiên thấy mặc đồ đồ bụng cũng xẹp rồi đó cho nên là, là nói là con gái của chị sinh em bé rồi hay sao đó đây là cũng là một cái câu chuyện thú vị trong cái hành trình à, kiểm soát cân nặng cho bạn đúng không ạ à, và chúng ta cùng à, chúc cho bạn trẻ ấy là sẽ có cái cái à, hành trình kiểm soát cân nặng thành công hơn nữa bởi vì à, tính tới bây giờ là bạn à, chưa được một tháng kiểm soát cân nặng đâu cả nhà à, chưa được một tháng nhưng mà bạn đã giảm khoảng 4kg rồi à, rất là tuyệt vời ha và đây là một bạn trẻ rất là nghị lực quyết tâm và cực kỳ tuân thủ luôn à, và hành à, tin chắc là bạn ấy sẽ có một cái lấy lại những cái vóc dáng tuyệt vời của mình trước đây rồi, đây là một đây là chị uh, Lê Lan trong uh, trong đội ngũ chuyên gia dinh dưỡng của chúng ta ha. Chúng ta có thấy là trước đây chị ấy uh, rất là đẹp trai không ạ? <laughs> uh, và uh, làn da của chị ấy bây giờ là thay đổi rất là nhiều. Uh, sau khi uống uh, dinh dưỡng của, của Nutrilite thì từ làn da vóc dáng thần thái uh, từ một người đẹp trai giờ chuyển thành một người rất là đẹp gái thì mị luôn đúng không cả nhà? rất là tuyệt vời cả nhà cho dây chị ấy một những cái tràng tim đi ạ à. rồi đây cũng là chị trong chị lên xuân trong đội ngũ chuyên gia dinh dưỡng của chúng ta à trước đây và hiện tại rất là tuyệt vời à, và đây là những cái hình ảnh thực tế và nếu như nhà mình ai đó mới vào chưa gặp những anh chị này thì ngày bảy ngày tám này chúng ta có một cái lớp học ở uh, Sài Gòn thì chúng ta có thể gặp trực tiếp coi thử là những anh chị chuyên gia đây nói uh, uh, có có đúng hay không ha. Rồi đây là chị, chị Nguyễn Thị Hiếu cũng trong đội nhóm chuyên gia dinh dưỡng của chúng ta à, và khi mà anh thấy hình ảnh này thì Hạnh không thể nào tưởng tượng chị của trước kia à, uh, mấy anh chị thường treo đó là người rừng đó các anh chị người rừng nhưng mà ngày hôm nay là cực kỳ xinh đẹp và là một hình mẫu lý tưởng để cho đội ngũ uh, đội ngũ trong chuyên gia dinh dưỡng cũng như là đội ngũ uh, các anh chị uh, học hỏi và học cái cách chăm sóc sức khỏe từ chị ấy ha à, cho nên là ai rồi cũng khác cả nhà ai rồi cũng thay đổi và ai rồi cũng sẽ đẹp hơn à, cho nên là ngày hôm nay à, hãy lựa chọn cho mình vào những cái lớp học à, của à, chăm sóc sức khỏe chủ động để chúng ta biết cách chăm sóc sức khỏe tốt hơn vào những cái lớp học để chúng ta sẽ có những mối, mối quan hệ tích cực hơn có một cái môi trường tốt hơn để tinh thần ta thoải mái hơn thì à, không thể không đẹp nha cả nhà rồi ok hạnh cảm ơn cả nhà à, phần chia sẻ của hạnh đến đây là hết hạnh à, xin nhường mic lại cho mc ha rồi xin chào cả nhà chúc cả nhà buổi tối à, à, vui vẻ